Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng vừa giao cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các sở ban ngành có liên quan triển khai thực hiện việc hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm y tế trong vòng 6 tháng cho học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, nâng mức hỗ trợ đối với học sinh sinh viên lên thành 50%. Trong đó 30% được trích từ ngân sách nhà nước và 20% từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế kết dư từ năm 2015. Như vậy, học sinh sinh viên chưa có thẻ bảo hiểm y tế, khi mua thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ thêm 20% mức đóng bảo hiểm. Cụ thể, tổng số tiền phải đóng khi mua thẻ là 457.380 đồng trên một học sinh. Với số tiền được hỗ trợ thêm 20% là 65.340 đồng, thì số tiền học sinh thực đóng là 392.040 đồng. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các đơn vị tính toán hỗ trợ cho học sinh sinh viên đã đóng bảo hiểm y tế trong năm 2016. Đẩy mạnh giao lưu, thu hút đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đào tạo là một trong những định hướng quan trọng của trường Đại học Đà Lạt. Trong 15 năm gần đây, công tác quan hệ quốc tế của nhà trường đa dạng và có chiều sâu, đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học.